Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, mới đây Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan này đã bắt giam theo luật định Phạm Ngọc Sơn, 23 tuổi, trú tại tổ 21, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu về hành vi chế tạo và tiêu thụ súng bắn đạn thật từ công nghệ in 3D tương tự vũ khí quân dụng. Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, Phạm Ngọc Sơn học cách chế tạo linh kiện súng quân dụng bằng công nghệ in 3D từ các website trên mạng. Tháng 7 năm 2023, Phạm Ngọc Sơn tự thiết kế thành công tiêu bản linh kiện súng, sau đó thuê cơ sở dịch vụ in 3D in các linh kiện này để có khẩu súng bắn được đàn thật của các loại súng quân dụng. Phạm Ngọc Sơn đã chế tác thêm nòng, lò xo, kim hỏa bằng kim loại, rồi lắp ráp hoàn chỉnh bắn cho các đối tượng có nhu cầu. Ngày 12 tháng 8, Phạm Ngọc Sơn đến một cơ sở giao hàng ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu đóng gói gửi 4 khẩu súng tự chế bằng công nghệ in 3D cho đối tượng đặt mua thì bị công an phát hiện